Hello, chào các bác và anh em nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục xả hàng với dòng mang thương hiệu của DB Acoustic, vang cơ KM320. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm vang cơ rất là hay của DB Acoustic nhé. Các bác và anh em nếu mà chơi qua những cái dòng sản phẩm của DB rồi, các bác biết về cái chất lượng của em nó đúng không ạ? Con này quá tuyệt vời luôn. Thì con này bên em còn đúng duy nhất một con. Thì hôm nay nhân dịp bên cửa hàng Tủ Audio đang xả hàng rất là nhiều những cái mặt hàng, thì em có một con DB Acoustic phiên bản màu trắng như thế này thì em xả luôn cho bác và anh em mức giá cực kỳ ưu đãi nhé. Nhưng mà dành riêng cho các bác và anh em nào đã và đang đăng ký kênh và xem Tùng Audio Hải Dương các bác nhé. Đấy, khi bên em nhận hàng thì em sẽ hỏi qua các bác đã đăng ký kênh bên em chưa. Nếu đã đăng ký kênh, bên em sẽ bán cho anh em mức giá tốt nhất, đó chính là 1.800.000. Rất là rẻ đúng không ạ? 1.800.000 dòng DB này các bác và anh em có thể đi tham khảo trên mọi nơi, ở mọi thị trường các bác nhé. Dòng này trên 2 triệu đồng, giá thấp nhất, giá ở đại lý niêm yết cũng phải tầm 2.3 triệu, từ 2.3 triệu trở lên được bác ạ. Nhưng ngày hôm nay bên em xả luôn với cái mức giá chỉ còn 1.800.000 dòng vang cơ thôi. Dòng vang cơ của DB Acoustic, về cái hình thức giao diện, con này thì có phiên bản mặt màu trắng vai nhôm cho bác và anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì có đầy đủ tính năng cổng quang UFB Bluetooth. Đấy, ở phần dưới này đó chính là phần chỉ echo, delay, repeat, pass mic check và cho nhạc và cho music, cho nhạc và cho mic các bác nhá. Đấy, echo của em nó thì rất là mượt mà. Cái dòng này các bác và anh em nếu mà muốn biết chất âm thì cứ vào kênh YouTube của Tùng Audio xem test chất âm của con DB Acoustic KM320. Cái dòng này các bác yên tâm, echo của nó, vang nhại của nó quá là mượt mà luôn. Các bác và anh em yên tâm nhá. Hàng chính hãng 100%, em cam kết như vậy. Đấy, các bác và anh em nhận hàng có thể chích hàng thoải mái mà, được chưa? Đấy, bây giờ em cho các bác xem cái mặt sau. Xem qua mặt trước này. Inogo của DB Acoustic nhấn chìm đấy. Các bác và anh em nhận hàng thì các bác kiểm tra thoải mái nhé. Bác yên tâm, cam kết hàng chính hãng các bác nhé. Mặt sau của em nó đây các bác này. Đấy, con này thì mới luôn, 99.99%. Đấy, các bác yên tâm, vẫn còn mã QR cho bác và anh em check hàng. Đấy, đây là cái anten Bluetooth các bác nhá. Ngoài ra thì có các cổng kết nối, cổng ca lông, cổng hoa sen. Các bác và anh em lấy nhạc từ AUX1 và AUX2 ở đây. Đấy, bác điều chỉnh âm lượng mic và nhạc mặt sau cũng được. Đấy, được chưa ạ? Thì bây giờ em cùng với các bác sẽ lên đèn luôn cho bác xem, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái em DB Acoustic KM320, một trong những cái dòng sản phẩm rất là hay của DB Acoustic nhá. Các bác hãy yên tâm, chất âm thì không có điểm gì để chê đâu. Các bác và anh em nếu mà muốn xem chất âm thì cứ quay lại những cái video trước bên em. Em đã làm rất nhiều về cái con DB Acoustic KM320 được rồi. Đây, bây giờ em đã lên đèn cho em nó đây các bác ạ. Ở cái mặt màn hình này nó sẽ hiển thị cái tên logo DB Acoustic KM320. Khi bác sử dụng thì nó sẽ hiển thị luôn những cái thông số có trên cái dòng vang cơ của DB này các bác nhá. Đấy, thì có hai cổng mic cho các bác và anh em cắm mic dây. Ngoài ra các bác và anh em nào đã sử dụng mic không dây thì cắm qua cho em một cái dây 6 ly ở mặt sau nhé. Đấy, để các bác hát qua mic không dây, được chưa ạ? Cái dòng này các bác yên tâm, về phối đồ thì con nào nó cũng ok hết. Con này nó không kén đồ đâu. Các bác về lắp thêm âm ly, cục đẩy thoải mái này. Đấy, ngoài ra các bác có thể lắp thêm nâng tiếng, lọc xì. Đấy, đầy đủ các tính năng các bác và anh em sử dụng thoải mái. Đấy, được chưa ạ? Lên đèn thì sao ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn hình thức rất là sang trọng. Cái dòng này thì các bác yên tâm rồi. Hình thức thì không có điểm gì để chê. Chất âm thì quá là tuyệt vời. Giá duy nhất một con duy nhất thôi. Các bác và anh em nghe rõ này, 1.800.000 bao ship tận lời cho các bác và anh em. Các bác và anh em mua một cái dòng DB Acoustic KM320 mà giá dưới 2 triệu thì em sẵn sàng bỏ ra 2.1 triệu em mua lại của bác luôn, được chưa ạ? Cái dòng này các bác anh em cứ đi tham khảo thoải mái đi. KM320 bản đồ giá thấp nhất tại cửa hàng bên em là 2.200.000. Nhưng ngày hôm nay em xả đúng một con duy nhất cho bác nào đăng ký kênh YouTube của Tùng Audio, đã xem qua những chương trình của Tùng Audio rồi, mới mức giá duy nhất 1.800.000. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, không nghe nhầm, đừng hỏi em lại giá. Em bán là bán thật luôn các bác nhá. Gọi phát là có hàng luôn. Nhưng mà chỉ duy nhất là một con thôi các bác nhá. Nhanh tay thì còn hàng. Ok chưa? Ok chưa? Cái dòng này thì em vẫn bảo hành các bác của anh em 12 tháng. Ngoài ra thì một đổi một cho một tháng. Luôn luôn là phương châm của bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương nhá. Thôi em chào các bác nhá. Các bác nhớ nhanh tay gọi điện theo số điện thoại của bên em để đặt hàng ngay con DB Acoustic KM320 Pro này. Giá chỉ còn 1.800.000 thôi, rất là rẻ. Còn một con duy nhất thôi các bác nhá. Xin chào các bác.